Bản tin trưa ngày 15 tháng 11. Kính chào quý vị, Phương kính chúc quý vị một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng mới. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin trưa ngày 15 tháng 11. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, Thái Bình lên phương án phòng dịch cao nhất, khẩn tìm người đến 7 công ty và bệnh viện. Phát hiện 22 ca nhiễm tại cụm dịch mới của Hà Nội, tìm người tới 21 địa điểm. Hà Giang trở về vùng xanh nhưng vẫn cho học sinh nghỉ học. Hà Nam tiếp tục ghi nhận cụm dịch mới, hàng chục công nhân dương tính. Thừa Thiên Huế ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, quân đội gấp rút hỗ trợ. Uống rượu bia ảnh hưởng thế nào đến việc tiêm vaccine COVID-19? Tin thế giới, Mỹ cản trở Intel mở rộng sản xuất chip ở Trung Quốc. Nhật Bản định lập đơn vị phòng vệ không gian thứ hai đối phó Nga-Trung. Tư lệnh Anh cảnh báo về chiến tranh bất ngờ với Nga. Pháp phát hiện biến chủng mới với đột biến chưa từng thấy. Campuchia ngừng cách ly du khách đã tiêm 2 liều vaccine. Vâng, thưa quý vị, virus corona gây ra đại dịch trên toàn thế giới vẫn đang không ngừng có những đột biến mới. Gần đây, các chuyên gia Pháp đã chỉ ra biến chủng mới được phát hiện mang tên B1X hay B1640. Các đột biến ở biến thể này chưa từng được xuất hiện ở các biến thể trước đó và các nhà khoa học cũng chưa định danh được. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về vấn đề này trong phần sau của bản tin. Hiện toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng các ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã hơn 254 triệu người, số tử vong là hơn 5,1 triệu người. Trong lúc này thì tại Việt Nam, Bộ Y tế thông báo về 8.176 ca nhiễm mới và 64 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên hơn 1.026.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 23.000 người đã tử vong. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có An Giang tăng 148 ca, Bình Thuận tăng 104 ca, Đắk Lắk tăng 102 ca. Thái Bình lên phương án phòng dịch cao nhất, khẩn tìm người đến 7 công ty và bệnh viện. Ngày 14 tháng 11, CDC Thái Bình ghi nhận thêm 143 ca nhiễm mới, chủ yếu ở huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Cả huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình đều cho dừng các hoạt động không thiết yếu, các hàng quán chỉ được phép bán mang về, toàn bộ học sinh các cấp dừng đến trường từ hôm nay, ngày 15 tháng 11. Riêng huyện Vũ Thư đã quyết định khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ xã Nguyên Xá từ 12 giờ ngày 14 tháng 11. Hiện chính quyền tỉnh Thái Bình đã kích hoạt phương án phòng dịch ở cấp độ cao nhất và cho thành lập nhiều khu cách ly tập trung ở huyện Vũ Thư, tăng tốc xét nghiệm 100% người dân ở huyện này. Cũng trong ngày qua, Thái Bình ra thông báo tìm người liên quan tới 7 nhà máy, công ty từ ngày 28 tháng 10 đến nay gồm có tại thành phố Thái Bình có công ty trách nhiệm hữu hạn TAV và nhà máy Tân Đệ 1, Tân Đệ 2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Cotec và công ty trách nhiệm hữu hạn Porsche Vina, khu công nghiệp Phúc Khánh. Tại huyện Vũ Thư có nhà máy Tân Đệ 6, xã Hiệp Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn Ivory Việt Nam, km 6 500, quốc lộ 10, thị trấn Vũ Thư và công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Quang Huy, xã Nguyên Xá. Ngoài ra, Sở Y tế Thái Bình cũng khẩn tìm người đến khu vực gửi xe, khai báo y tế và khu lấy mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Nhi Thái Bình từ 7 giờ đến 11 giờ 15 phút ngày 12 tháng 11. Khu vực trả kết quả xét nghiệm COVID-19 từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 12 tháng 11. Phát hiện 22 ca nhiễm tại cụm dịch mới của Hà Nội, tìm người tới 21 địa điểm. Sở Y tế Hà Nội thông báo, ngày 14 tháng 11 có thêm 119 ca nhiễm, trong số này có 76 ca đã tiêm đủ 2 mũi, 16 ca tiêm 1 mũi và 18 ca chưa đến tuổi tiêm chủng. Thành phố cho biết đã cùng lúc phát hiện ra 22 ca cộng đồng tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Trong làn sóng dịch thứ tư, Hà Nội có 6.043 ca, trong đó số ca cộng đồng là 2.271 ca. Liên quan đến các ca nhiễm được công bố trong ngày, Hà Nội cũng phát đi thông báo tìm người đến 21 địa điểm nằm rải rác ở quận Tây Hồ và quận Hai Bà Trưng trong khoảng thời gian sau. 7 giờ 20 phút ngày 7 tháng 11, tiệm bánh mì trên phố Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ đối diện đường Đặng Thái Mai, gần tiệm gà rán. 9 giờ ngày 8 tháng 11 và 10 giờ ngày 10 tháng 11, cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng. 11 giờ ngày 8 tháng 11, trạm đăng kiểm Nguyên Khuê Đông Anh. Và một số địa điểm khác quý vị có thể tìm thấy thông tin chi tiết trên trang Sức Khỏe và Đời Sống. Những người liên quan cần tự cách ly tại nhà và liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn. Hà Giang trở về vùng xanh nhưng vẫn cho học sinh nghỉ học.
Từ 0 giờ hôm nay ngày 15 tháng 11, toàn tỉnh Hà Giang sẽ trở về cấp độ 1 nguy cơ thấp vùng xanh. Địa phương này sẽ gỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch ở thành phố Hà Giang. Đến nay, tỉnh Hà Giang có 10 huyện có tình trạng dịch ở cấp độ 1, riêng thành phố Hà Giang chuyển từ cấp độ 4 sang cấp độ 2. Tình hình dịch bệnh ở tỉnh Hà Giang hiện đang có chiều hướng giảm, các ca mắc cộng đồng giảm mạnh. Tuy nhiên, tỉnh Hà Giang vẫn tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 28 tháng 11. Các trường chủ động dạy trực tuyến hoặc tùy vào điều kiện thì hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Tính đến nay, Hà Giang đã có 681 học sinh và 50 cán bộ giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. Hà Nam tiếp tục ghi nhận cụm dịch mới, hàng chục công nhân dương tính. Thưa quý vị, trong những ngày qua, dịch bệnh tại Hà Nam tưởng chừng được khống chế. Tuy nhiên, hôm qua ngày 14 tháng 11, tỉnh này đã xác nhận 21 ca nhiễm mới, thì có tới 18 ca nhiễm đều là nhân viên của công ty cổ phần Happytex Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Công ty này có 200 nhân viên thì đã xác nhận được 174 trường hợp là F1. Ngoài ra, một trường hợp khác là công nhân của công ty đã đi xét nghiệm PCR tại trạm y tế xã Thanh Hà và cũng cho kết quả dương tính. Hiện toàn bộ nhà máy đã được phong tỏa. Thanh Hóa ghi nhận 4 công nhân nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây. Ngày 14 tháng 11, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 47 ca nhiễm mới, trong đó có 18 ca cộng đồng, số còn lại trở về từ các tỉnh thành phía Nam. Trong số các ca cộng đồng, có 4 người là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Zeron Sport 1 Việt Nam tại khu công nghiệp Hoàng Long, chưa rõ nguồn lây. Các F0 thường trú tại xã Hoàng Giang, Hoàng Phụ, Hoàng Thanh và Hoàng Hà thuộc huyện Hoàng Hóa. Hiện lực lượng chức năng đã tìm được 54 F1, 269 F2, phong tỏa 14 hộ gia đình với 39 nhân khẩu tại thôn Hồng Kỳ, xã Hoàng Phụ. Trong khi đó, thị xã Bỉm Sơn đã cho học sinh đến trường vào hôm nay, ngày 15 tháng 11. Tuy nhiên, trường tiểu học không có bán trú, còn trẻ mầm non thì không bắt buộc. Thừa Thiên Huế ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, quân đội gấp rút hỗ trợ. Ngày 14 tháng 11, Thừa Thiên Huế xác nhận số ca nhiễm cao kỷ lục với 94 ca, trong đó số ca cộng đồng được ghi nhận kỷ lục với 68 ca. Hiện tỉnh đã có 1.651 ca F0, 531 bệnh nhân đang còn điều trị. Chính quyền tỉnh xác nhận phường Phú Hậu là nơi dịch diễn biến khó lường nên cần giám sát chặt chẽ. Trong lúc này, lực lượng quân đội của tỉnh đang gấp rút thiết lập hai khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Quy mô khu điều trị khoảng 800 giường, dự kiến đưa vào sử dụng từ 1 cho đến 2 ngày tới, chậm nhất là đến ngày 19 tháng 11. Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận không ngừng tăng nhanh số ca nhiễm. Tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14 tháng 11 xác nhận thêm 204 ca nhiễm, trong đó thành phố Vũng Tàu nhiều nhất với 71 ca. Như vậy, trong những ngày gần đây, tỉnh này liên tục ghi nhận số ca mắc tăng cao. Tỉnh đã phong tỏa các cụm dân cư nhỏ hẹp để phòng dịch. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình để giảm tải các ca nhiễm. Tại Bình Thuận, tỉnh này ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với 369 ca, trong đó thành phố Phan Thiết có 195 ca cộng đồng. Cũng trong ngày 14 tháng 11, huyện đảo Phú Quốc đã giới nghiêm giờ ra đường, người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau và sẽ được cấp thẻ đi chợ. Vâng, quý vị thân mến, nhiều khán giả đã gửi thắc mắc về cho khỏe tự nhiên về việc uống rượu bia ảnh hưởng thế nào đến việc tiêm vaccine COVID-19 và có được uống sau khi tiêm hay không. Về vấn đề này, các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tránh uống rượu trước và sau khi tiêm phòng vì rượu có khả năng ức chế hệ thống miễn dịch, có thể khiến cơ thể mất nước và khiến hệ miễn dịch căng thẳng hơn dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, rượu còn làm suy yếu khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể, tăng nguy cơ biến chứng và có thể gây khó khăn khi phân biệt phản ứng của rượu và phản ứng của vaccine. Tốt nhất thì quý vị nên kiêng uống rượu trong vòng 1 cho đến 2 ngày hoặc lâu hơn sau khi tiêm phòng. CDC Hoa Kỳ cho biết thêm, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy việc uống rượu làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19, cũng không có bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 không an toàn đối với những người uống bia rượu. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cũng cho biết trên trang pháp luật rằng uống rượu bia nên hạn chế trong mọi hoàn cảnh. Nếu uống quá nhiều rượu bia sẽ làm bạn say hoặc choáng váng, dễ nhầm lẫn với phản ứng phụ của vaccine. Mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ cản trở Intel mở rộng sản xuất chip ở Trung Quốc. Chính quyền Biden đã phản đối kế hoạch đẩy mạnh sản xuất chip ở Trung Quốc của hãng Intel vì lo ngại về an ninh.
Intel là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã đề xuất sử dụng một nhà máy ở Thành Đô, Trung Quốc để sản xuất tấm silicon bắt đầu vào cuối năm 2022. Đồng thời, tập đoàn này đang mong chờ nhận được khoản tài trợ 52 tỷ đô la Mỹ để tăng cường nghiên cứu và sản xuất ở Hoa Kỳ. Việc phản đối kế hoạch của Intel diễn ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang xem xét một cơ chế sàng lọc đầu tư ra nước ngoài. Một đại diện của Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng, chính phủ Mỹ rất tập trung vào việc ngăn chặn Trung Quốc sử dụng các công nghệ, bí quyết và đầu tư của Mỹ để phát triển các năng lực hiện đại, có thể góp phần vào việc vi phạm nhân quyền hoặc các hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo báo cáo, thì cuối cùng Intel đã quyết định tạm hoãn kế hoạch mở rộng sản xuất ở Trung Quốc. Công ty cho biết, trọng tâm của chúng tôi là mở rộng đáng kể các hoạt động sản xuất chất bán dẫn hiện có và đầu tư hàng chục tỷ đô la vào các nhà máy chế tạo tấm silicon mới ở Mỹ và châu Âu. Tình trạng thiếu chip đang khiến các nhà sản xuất ô tô và các công ty công nghệ mất hàng chục tỷ đô la doanh thu. Nhật Bản định lập đơn vị phòng vệ không gian thứ hai đối phó Nga chung. Sputnik V dẫn tin của hãng thông tin Kyodo của Nhật Bản cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Nobuo Kishi cho biết, Nhật Bản có thể ra mắt đơn vị phòng vệ không gian thứ hai sau tháng 4 năm 2022. Theo ông Kishi, kế hoạch được thúc đẩy bởi việc mở rộng các hoạt động của bộ trong vũ trụ và sử dụng sóng điện tử. Đơn vị này sẽ đặt tại căn cứ không quân Hofukita tại tỉnh Yamaguchi. Phi đội tác chiến không gian đầu tiên được thành lập vào tháng 5 năm 2020. Cả hai nhóm sẽ chống lại những nỗ lực làm gián đoạn hoạt động các vệ tinh của Nhật Bản. Và việc thành lập một đơn vị mới có thể liên quan đến các hoạt động vũ trụ đang được đẩy mạnh của Nga và Trung Quốc. Chuyển sang tình hình địa chính trị nóng bỏng ở châu Âu. Tư lệnh Anh cảnh báo về chiến tranh bất ngờ với Nga. Theo Reuters ngày 13 tháng 11, tướng Nick Carter, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho biết nguy cơ nổ ra cuộc chiến giữa phương Tây và Nga đang ở mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Theo ông, thế giới hiện nay đang có nhiều cạnh tranh hơn so với 10 cho đến 15 năm trước. Không những vậy, phương Tây và Moscow không còn những công cụ hay cơ chế ngoại giao xử lý căng thẳng kiểu chiến tranh lạnh. Ông Carter cũng cáo buộc Điện Kremlin đang tìm mọi cách làm suy yếu các nước Tây Âu và Mỹ. Quan hệ giữa phương Tây và Nga leo thang căng thẳng trong vài tuần qua ở hàng loạt điểm nóng. EU cáo buộc Belarus, đồng minh của Nga, cố ý đưa người nhập cư từ Trung Đông qua lãnh thổ rồi đẩy họ qua biên giới Ba Lan nhằm dàn dựng một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Anh và Ba Lan đã điều quân tới khu vực này, khiến Nga triển khai oanh tạc cơ tuần tra không phận Belarus và tổ chức cuộc diễn tập chung của lính dù hai nước gần biên giới Ba Lan. Ngoài ra, Ukraine cáo buộc Nga duy trì khoảng 100.000 quân sát biên giới nước này, trong khi đó Nga chỉ trích các cuộc tập trận đột xuất của NATO ở Biển Đen. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến COVID-19. Pháp phát hiện biến chủng mới với đột biến chưa từng thấy. Mới đây, Pháp đã phát hiện 24 F0 nhiễm biến chủng nCoV mới mang tên B1X hay B1640 tại một trường học. Giới chức y tế nước này cảnh báo về những thay đổi ở protein tăng đột biến chưa từng được ghi nhận trước đây. Theo giáo sư Cyril Cohen, Đại học Ba Lan Pháp, biến chủng B1X có một số đặc tính hoàn toàn mới như protein đột biến cho phép virus bám vào tế bào người và lây nhiễm, bị loại bỏ một số thành phần so với chủng gốc. Lùng theo các dấu vết, họ phát hiện B1X có nguồn gốc từ châu Phi. Pháp cho hay không phát hiện thêm các ca lây nhiễm thêm biến chủng mới nào sau đó. Biến thể này sau đó cũng xuất hiện ở Anh Quốc, Thụy Sĩ, Scotland và Ý. Trong vài tháng qua, hàng trăm đột biến đã xuất hiện trên thế giới và gây ra các chùm lây nhiễm lẻ tẻ ở các quốc gia. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện tại cho thấy hầu như không biến chủng nào nguy hiểm như biến chủng Delta. Tướng Mỹ kháng lệnh tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tướng Thomas Marchino, tân chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Oklahoma, đã chống lại lệnh tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 11, ông Marchino tuyên bố các thành viên của lực lượng vệ binh tiểu bang này rằng không cần phải tiêm vaccine. Tướng Marchino cũng nói rõ rằng những binh sĩ vệ binh quốc gia bang Oklahoma từ chối tiêm chủng sẽ không phải đối mặt với hành động pháp lý hoặc quyết định kỷ luật tiêu cực nào. Trước hành động này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc ông John Kirby cho hay bộ sẽ có phản ứng phù hợp. Trước đó hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đã yêu cầu toàn bộ binh sĩ chính quy của quân đội Mỹ tiêm vaccine COVID-19 và việc này phải được hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, theo báo cáo cho đến nay, phần lớn lực lượng quân đội Mỹ chưa tiêm ngừa. Yêu cầu này đã vấp phải phản đối từ phía Đảng Cộng Hòa, thành viên hàng đầu của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jim Inhofe cho rằng
nên đình chỉ lệnh này ngay lập tức để tránh gây ra thiệt hại không thể vãn hồi đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Campuchia ngừng cách ly du khách đã tiêm 2 liều vaccine. Ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen cho biết, kể từ ngày 15 tháng 11, nước này sẽ ngừng yêu cầu cách ly đối với du khách đã tiêm ngừa COVID-19. Thủ tướng Hun Sen thông báo, khách du lịch sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính 72 giờ trước khi lên máy bay và chứng nhận đã tiêm 2 liều vaccine. Những người chưa được tiêm phòng sẽ bị cách ly trong vòng 14 ngày. Campuchia đã tiêm chủng cho gần 90% trong tổng số hơn 16 triệu dân của mình. Dù đã tái mở cửa, nhưng số ca mắc mới của nước này vẫn xuống thấp kỷ lục. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của Khỏe Tự nhiên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Khỏe Tự nhiên sẽ luôn cập nhật những bản tin mới nhất và trung thực nhất tới quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.